cả các bạn. Hôm nay mầm với lớp sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm chậu trồng cây từ căn nhựa. Và để làm được chậu trồng cây này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đó là một chiếc can nhựa màu trắng, và đây tôi sử dụng chiếc can nhựa loại 3,8 lít. Và cái can nhựa này thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong gia đình mình. Và đây là một cái can nước giặt, và các bạn dùng hết nước giặt thì các bạn có thể tận dụng can này để làm thành chậu trồng cây. Tiếp theo là chúng ta cần một cái kéo để cắt, một dao dọc giấy, bút thước kẻ, hai lọ màu nước, và đây tôi sử dụng màu đỏ và màu xanh lá cây, cọ vẽ, và cuối cùng là một lọ sơn phun màu vàng. Và sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thì các bạn hãy theo dõi tôi thực hiện cách làm chậu trồng cây ngay dưới đây.
chỉ với một chiếc can nhựa đã qua sử dụng mà tôi đã hoàn thành một chiếc chậu trồng cây vô cùng xinh xắn như thế này. Và qua video này tôi cũng mong muốn các bạn có thể thực hiện thành công chiếc chậu trồng cây như tôi đã chia sẻ. Ước mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.